Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có mấy người thuộc phái Sa Đốc là những người chối không tin và có sự sống lại đến gần Chúa Giêsu hỏi thử người rằng: Thưa thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi, nếu ai có một người anh cưới vợ rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ quá đó để cho anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con, người kế tiếp cưới người vợ quá đó rồi cũng chết không con, người thứ ba cũng cưới người vợ quá đó, và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? Vì tất cả bảy người đều lấy người vợ ấy làm, đều lấy người ấy làm vợ. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về bụi gai khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe đề cập đến vấn đề kẻ chết sống lại. Và như tôi đã nói trong đầu lễ, là mỗi khi chúng ta đọc kinh Tin Kính, chúng ta vẫn tuyên xưng: Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Chúng ta tuyên xưng như thế, chúng ta dễ dàng chấp nhận điều đó và chúng ta tin điều đó dễ dàng. Nhưng đó không phải là vấn đề dễ dàng được chấp nhận cả vào thời Chúa Giêsu lẫn ở đời này. Hơn nữa, đời này có nhiều người chỉ nghĩ đến vật chất, ngay cả Thiên Chúa, linh hồn và đời sau, họ còn không tin, huống chi là tin chuyện xác loài người chết rồi một ngày kia còn sống lại được. Thời Chúa Giêsu hơn 2.000 năm trước đây cũng thế. Vấn đề kẻ chết sống lại là một tín điều không phải do trí óc con người lý luận ra, mà do Thiên Chúa mà khải dần dần qua dòng thời gian. Ở thời xa xưa, khi mặc khải của Chúa chưa được tỏ hiện trọn vẹn, người Do Thái cũng tin như những người dân ngoại. Họ tin rằng sau khi chết, phần linh hồn của con người còn tồn tại trong cõi âm phủ tối tăm không ánh sáng, vì thiếu hết mọi hạnh phúc. Linh hồn kẻ lành người dữ sau khi chết đều phải rời vào cõi âm phủ buồn thảm đó. Chúng ta trong cái niềm tin của chúng ta trước khi chúng ta nhận được đạo Công giáo truyền, Kitô giáo truyền vào, chúng ta cũng vợ chúng ta tin là có linh hồn sau khi chết thì vẫn còn lảng vảng đâu đó, nên mới cúng cô hồn. Những người bị chết oan thì phải cúng cho họ để họ đừng có luẩn quẩn quấy phá con cháu làm ăn. Tất cả họ vẫn tin có đời sau, nhưng không có, vẫn không, họ không tin là có chết sống lại. Còn phần xác theo như họ, chúng ta tổ tiên chúng ta cũng tin như vậy, là tiêu tan ra, không hy vọng gì sống lại được. Mãi đến thời anh em nhà Maccabe khởi đầu giành độc lập cho đất nước Do Thái, nghĩa là khoảng 100 năm trước khi Chúa Giêsu Giáng sinh, thì được mặc khải mới biết rằng xác loài người có ngày sẽ sống lại. Và chúng ta thấy ở trong bài đọc thứ nhất, tôi kể câu chuyện của bảy anh em bị phải chối bỏ cái niềm tin đó.
thì bỏ đạo, bỏ niềm tin, thì bảy anh em sẵn sàng chết về phần xác mà không bỏ đạo, còn hơn chết luôn cả phần hồn vì tội chối Chúa. Vì họ tin chắc rằng xác thể của họ sẽ không chết mãi, nhưng Thiên Chúa sẽ so sống lại vinh hiển. Tuy đã có mặc khải như thế trăm năm trước đó cho đến thời Chúa Giêsu, nhưng cho tới thời của Chúa Giêsu vẫn có người vẫn còn chưa tin theo. Và đại diện cho những người không tin cái điều đó, đó là phái Sa Đốc. Và vì không tin nên khi nghe Chúa Giêsu giảng về kẻ chết sống lại, họ mỉa mai chế giễu và đến để đặt một câu hỏi thật lố bịch, cốt ý chồng ghẹo Chúa Giêsu. Họ dựa trên cái luật của Môi-se là cho khuyến khích là bây giờ người anh lập gia đình mà không có con nối dòng. Ở trong bài phúc âm thì nói là không có con, có nghĩa là không có con trai đấy, chứ còn con gái là không tính. Sở dĩ có cái luật đó là như thế này, là nếu mà không có con nối dòng đó, thì tài sản của người đó sẽ phải chia lại cho những người trong dòng họ. Chứ người vợ quá đó không được hưởng cái phần gia tài đó. Nên chúng ta thấy là trong phúc âm Chúa Giêsu rất là quan tâm, rất là phúc âm của Luca quan tâm đến những bà quá là như vậy. Nên Chúa Giêsu khi thấy cái bà quá thành Nain có người con trai duy nhất bị chết, bà khóc lóc thảm thiết, do đó mà Chúa đã cho anh ta sống lại. Vì bà khóc lóc thảm thiết là vì khi anh con trai đã chết, anh con trai duy nhất đã chết, thì bà sẽ không có một ai chăm sóc cho bà, vì bà không được hưởng một cái tài sản nào. Do đó mà mới có cái luật đó, để giúp cho cái người chết có con nối dòng, tức là người em đó phải lấy người vợ quá đó để có con cho người anh, và cái con đó sẽ dưới cái quyền được thừa hưởng gia tài của người anh để lại. Và có người con đó rồi thì người chồng thứ hai, tức là người em và cái người quá cố đó, không được hưởng cái gì về cái gia tài đó. Cái đó là dành cho cái đứa bé đó, nó nối dõi cho cái tài sản của người anh của mình. Trong phúc âm, trong Kinh Thánh Cựu Ước có một số câu chuyện nó có liên quan đến cái đó. Họ nêu ra cái trường hợp đó rồi họ hỏi Chúa để bắt bí Chúa, là bây giờ bảy người đều lấy của một người mà đều không có con để nối dòng hết, thì khi sống lại thì cái người vợ đó, tức là người vợ của ai trong số bảy người đó? Họ nghĩ rằng thì Chúa Giêsu sẽ bị bí, và vì bí như vậy thì sẽ phải là theo cái sự tin tưởng của họ là không có sự sống lại. Nhưng trong câu trả lời của Chúa Giêsu, Ngài chẳng những giải thích rõ hơn về việc kẻ chết sống lại, mà còn trả lời thẳng về việc ai là chồng của người đàn bà kia. Ngài bảo như thế này, là vấn đề kẻ chết sống lại là một điều chắc chắn có căn cứ trên sách thánh, bởi Thiên Chúa đã phán Ngài là Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, mà Thiên Chúa không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Cho nên các tổ phụ đó tuy đã lìa đời nhưng vẫn là kẻ sống, và xác thể họ sẽ sống lại. Và Ngài còn cho phái Sa Đốc biết thêm rằng sau khi sống lại thì người ta không còn sống theo những điều kiện của đời này, nghĩa là không còn cưới vợ lấy chồng nữa, vì tất cả đều hướng về Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc thật và độc nhất, và là đấng thỏa mãn mọi nhu cầu của con người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta đang sống giữa con cái của thế gian như một nhóm thiểu số, như hạt muối trong lòng đất, như nhúng men trong thúng bột. Nhiều người sống quanh chúng ta không tin ở đời sau, và đa số không tin việc sống lại. Do chính cuộc sống của chúng ta,
Chúng ta phải làm sao chứng minh cho mọi người về cái niềm tin đó. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Làm sao mà chúng ta làm chứng cho cái điều đó? Chúng ta phải làm sao mà làm chứng cho những người rằng chỉ tin rằng ngoài giá trị thuần túy vật chất như tiền bạc, cơm áo, tài sản thì còn có những giá trị tinh thần quý báu hơn, như chúng ta thà mất một vài tiện ích vật chất chứ không phạm tội để bảo tồn những giá trị thiêng liêng của linh hồn, như không khư khư nhắm mắt chỉ lo cho đời sống vật chất đời này mà quên mất đời sau, như dám quảng đại hy sinh chia sẻ những của cải mình đang có cho những người anh chị em túng thiếu hơn mình, chứ không khư khư bám vào những gì chúng ta có, thì chúng ta mới có thể làm chứng cho cái điều mà chúng ta tuyên xưng trong tin kính kính mỗi ngày Chủ nhật. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Đó là lời tuyên xưng cuối cùng của tin kính kính. Xin Chúa giúp chúng ta, đặc biệt chúng ta xin các thánh từ đạo Việt Nam, giúp chúng ta biết dám hy sinh mạng sống. Tuy chúng ta không có chết về thể xác như các ngài, chúng ta dám hy sinh những quyền lợi của chúng ta, những quyền lợi vật chất, để làm chứng cho cái niềm tin của chúng ta, tin vào đời sau và tin là một ngày kia chúng ta sẽ được sống lại với Đức Kitô, là đấng đã dám hy sinh mạng sống mình để cứu chuộc toàn thể chúng ta.